VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Con cha vị ôi long đào mới ngon đào mọng. Một lần nữa xin được chào đón sự trở lại của 30 anh trai với chương trình Anh Trai Say Hi. Yeah. Các bạn thân mến, xin chúc mừng các bạn đã trải qua một vòng 1 rất là dễ dàng và không có gì để căng thẳng cả. Và tôi xin được thông báo một tin chấn động ở live show 2 này. Tất cả những đồng đội của chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng. Trời ơi! Thì ra là như vậy sao? Quá chim ma! Biến đi! Baby quá chim ma! Các bạn sẽ phải tiếp tục bắt cặp với những đồng đội mới. What the? Không được giữ liên quân luôn hả? Nghĩa là tình cờ gặp lại cũng không hả anh? Thật ra là tình cờ gặp lại thì biết đâu duyên số trời ban thì tụi em có thể gặp lại. Nhưng mà đa số là không. Xác suất rồi. Thôi quá đủ cho em rồi, đừng gặp lại. Các anh trai thân mến, trước khi vào phòng thì đã có một người lạ mặt từ ban tổ chức gửi đến cho các anh trai một phong bì phải không ạ? Dạ. Đúng ạ. Dạ. Xin các anh trai cho khán giả xem phong bì. Cái này tiền lương phải không? Tiền lương hả? Tiền lương. Tiền lương của em sẽ được chuyển khoản tinh tinh. Còn phong bì này sẽ quyết định sinh mạng của chúng ta trong vòng live show 2 này. Trời ơi, là chuyện động trời chứ. Chúng ta về đâu? Chúng ta ở với ai? Nằm ở phong bì này. Trời ơi, trời ơi, là được chọn sẵn rồi. Các anh trai khi xem phong bì tuyệt đối chỉ được xem một mình và không được cho đối phương bên cạnh trước hoặc sau xem. Bởi vì đây quyết định sự thắng thua của bản thân. Trời ơi. Nhanh nha. Ê. Chưa bao giờ thấy sinh mạng mình nó mỏng manh gì. Mày dân làng đúng không? Trong cái phong bì này em là sói đúng không? Có 3 dạng. Ừ. Dạng đầu tiên được ghi là sỏi đá. Dạng thứ hai là màu mỡ. Sỏi đá và màu mỡ sẽ là hai định dạng của các anh trai mà ban tổ chức đã xếp họ vào những tính cách khác nhau. Thì sẽ có những anh trai nằm trong định dạng sỏi đá và những anh trai nằm trong định dạng màu mỡ. Em sỏi đá nhá, 100% nhá. Em tưởng là giống như kiểu là chia theo ngoại hình á, thì em phải bên màu mỡ chứ. Mà em còn đầu tiên nữa trời. Chọn ghế nào ta? Thôi số lên trên thì đi. Lên đây đi ha. Ôi dồi ôi. 18 đi. Bán đá à? Tôi đá, tôi sợ đá. Ê, toàn đầu tiên luôn hả anh? Toàn anh em đầu tiên luôn. Ê, toàn anh em trông rắn giỏi, trông sỏi đá thật sự luôn. Em cứ nghĩ anh là màu mỡ cơ. Thật sự. Em nhìn vào cái body này đúng không? Em nhìn vào cái năng lượng của anh chứ. Ây da, tình hình là lại có duyên cùng bên à? Anh sỏ đá đấy. Thế em nghĩ là vừa cuộc đời bắt anh là phải cứng rồi đấy. Dương bên chưa gì mà hai Dương rồi nè, còn ai nữa ta? À đúng rồi. Ba hai hút rồi, ba hút rồi. Ba người trong hút rồi ba nè. Ba hút rồi. Chứ mình có mấy Dương nhỉ? Ba Dương đúng không? Ba Dương. Tam Dương ấy. Ừ. Khi Tam Dương sỏi đá hết đấy. Số mấy? Dạ. Số bao nhiêu? Số 14. 14 à? Số không đẹp thôi. Anh số không đẹp. 18. 14 đẹp chứ anh, 13. Số 18 đẹp này. Rồi đấy, định mệnh đấy. Sỏi đá à? Sỏi đá à? Uầy. Ê, toàn người trông rất màu mỡ nha. Đúng rồi, một đây màu mỡ đây. Tôi không có mỡ nha, tôi không có mỡ ạ. Nhưng mà mặt rất bóng dầu nha. Ok, tìm thêm bên sỏi hợp lý rồi. Yo. Ôi, quan ra ngõ hẹp rồi. Lô. Với em của tôi. Xảy ra rồi đấy. Cũng nó xảy ra rồi đấy. Bây giờ chung team mới là ok luôn. Chiến thôi. Chi team xong rồi là big team. Nhưng mà là sao ta? Không hiểu lắm ôi nha. Ôi là trời. Win ơi. Oh, win trên đền lê. Hút bốn người rồi. Ủa? Anh Công Dương. Ok. Trông anh màu mỡ mà là sỏi đá. Tôi không hề màu mỡ, tôi rất gầy, tôi rất sỏi đá. Anh ơi, lại một dương nữa này. Ba dương nhờ. Vậy là ba dương ở đây luôn à? Ba cây dương ở đây. Tam dương luôn đấy. Rồi. Tam dương. Ây ôi. Được đấy. Okay. Ngồi đâu? You should be here. Chúng ta lại gần nhau à? Chúng ta lại gặp nhau.
Tuyệt vời thế. Thế là anh em tìm hút sỏi à? Em biết rồi, em biết rồi. Anh ơi, sỏi đá là team vi rùa. Chúng ta phải hả? Tự tin ha, phải đá team vi rùa đi. Có anh vào cái là em tự tin liền. Đúng vậy. Anh Tú với Jay Show có hẹn bận đồ giống nhau mà sao giống nhau ấy à? Đúng chung team luôn đó. Anh có... Anh em mình cũng giống nhau như hả? Nào ấy à? Hai anh em mình cũng hơi giống đi. Cũng hơi giống. Đúng rồi anh ạ. Tôi với bạn. Tôi với bạn. Sao nhở, sao nhở? Mặc áo sơ mi. À, sơ mi trắng. Nhưng mà hai cái outfit này nhìn giống nhau nha. Đều màu xanh ấy. Không hẹn nha, không tính nha. Xanh đậm luôn. Không hề hẹn nha. Đấy thế này. Ê, ba anh em mình giống một team không? Đúng rồi. Ba anh em mình lại giống một team này. Đây này. Bốn anh em mình, bốn em rồi, rồi bốn anh em nắm tay nhau đi. Hết chưa nhờ? Chưa, 1-3, 4-6. Có ai ngồi đây không? Có ai ngồi đây chung không? Hình như không có ai rồi. Mình như một món hàng vậy đó. Thế thì tí nữa mình phải ra giá nhá. Thân em phất phơ giữa chợ, ai lùa thì em về. Mọi người có khi nào đội trưởng, các đội trưởng ở đây anh em mình không ai ấy không? Anh ơi, ý là tất cả mọi người đều kiểu, ố tại sao anh lại chọn chúng tôi á? Anh phải cho chúng tôi biết lý do tại sao các anh chọn chúng tôi, tại vì anh em mình có giá mà. Đúng. Tán hàn. Kiểu là mình cho phép người ta chọn thì người ta mới được chọn. Tìm sỏi đá mình phải cứng rắn lên. Anh em không thể như một món hàng được. Mình là sỏi đá mà, Mình cũng có giá trị mà. Mình phải cứng cáp lên anh em ạ. Xong tí nữa không ai vô chọn nhóm mình luôn. Không ai vô chọn nhóm mình luôn. Có người chọn đàng hoàng, em yên tâm. Bây giờ đang tính thế, tí không ai chọn sao anh? Thì thôi. Thì anh em mình tự lập nhóm. Đúng. Cái nhóm này còn ai chơi lại thề nữa. Thề luôn, anh chính là một nhóm trưởng ấy. Anh luôn luôn đứng dậy lật đổ mọi thứ ấy. Ok đó. Sợ nhở? Thôi lát cho anh ấy trước nhá, tại nhóm anh lần trước cũng bét ấy. Anh ơi, nhầm rồi. Nhóm anh bét nhưng mà anh được cộng 50 điểm, còn cộng 20 điểm Thắng Liên Quân, còn nhóm em là gần bét mà không được cộng. Nhưng mà riêng anh Tú là bị trừ mất 20 điểm rồi. Đâu, cộng thêm 20 điểm. Anh Tú cho điểm rồi. Bị trừ 20 điểm, cho điểm anh có 50 mà anh cho 30. Cho 30 là trừ 30 đó. 20. Nhưng mà sau này em mà quán quân nhá. Mà nhờ cái 5 điểm đấy của anh nhá. Là phải nhắn tin cho anh đấy. Em biết tại sao, em nhìn kỹ lại nhá. Ví dụ nhóm Don't Care nhá, là có 2 người top đầu rồi. Có nghĩa là 2 người đấy đã hút hết lượng vote rồi. Đúng không? Thì những người còn lại vote sẽ không cao bằng. Đúng không? Mà team em bet nữa. Bet thì em là bet kiểu là thấp đều á. Tức là nếu mà cộng ra thì bằng như Liên Quân của em. Bằng Liên Quân nhau, mình luôn. Tự nhiên mở cái thẻ ra, tẹo nữa anh Thành phát cho một cái thẻ nữa. Thứ tự mở ra cái đầu ba cái thôi, úp lại đi về luôn. Vali đang sẵn ở ngoài kia thì xin phép là dắt đi về luôn. Chưa chung là rời khỏi rồi luôn. Đỡ Vương vấn bụi trần đi. Nói chung là bên anh em bên Liên Quân 2 là cũng may là có điểm Liên Quân vẫn lại. Nhưng mà thấy tội nhất là hút này. Hút nè. 7 thằng á. Ngọt nghèo ông kia thì tay què vòng 2 không biết là làm gì đây. Hát ballad. Vòng 2 là hút hát ballad hết. Ủa sao không theo plan, tất cả anh em đều bỏ tay giống bạn. Ê, là thật sự là plan tốt chưa? Plan tích cực chưa? Không, bữa ngồi nghe mọi người bàn mà. Bọn em nhiều plan lắm. Anh chỉ là một con ngựa đau đó. Cả tàu đau theo. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ con ngựa đau. Anh nghe câu đấy chưa? Em không có ý gì nhá. Anh nghe rồi nhá. Chưa gì nghe câu mà thể hiện tinh thần đồng đội á. Cho em hỏi là hết rồi à? Đâu chưa, còn chứ? Chưa đâu. Còn mà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên kia nếu mà cũng 11. Ô vậy là 4 nhóm trưởng về hết bên này à? Không, 4 nhóm trưởng 26 thì nếu mà chia đôi thì mỗi bên phải 13. Vậy là máu mỡ nhiều hơn bên mình. Máu mỡ nhiều hơn, bên kia nhiều mỡ hơn. Nhưng mà em đang thắc mắc nha, là các nhóm trưởng nhá sẽ được quyền nhặt cả sỏi đá với màu mỡ về chung một team. Về chung một team, đúng rồi. Thế nên anh mới nói đấy, mình phải chảnh lên. Anh Tú ơi, nếu mà anh được chọn thì anh về đội trưởng nào? Anh nhá, vâng. Thật ra nhá, anh sẽ xem 4 người đội trưởng ai thuyết phục anh được. Tụi mình như thí sinh. Tại vì thật ra tất cả anh em mình ai ngồi đây cũng đều giỏi mà, đúng không? Đúng. Hên xui á, em cũng hên. Hỏi câu mà không ai dám trả lời là không anh đúng em luôn. Anh em 30 người đã là giỏi rồi. Ok. 30 người trong này đã là phải giỏi rồi. Đúng rồi. Đấy. Chưa? Anh mình quan trọng là xem đội trưởng thuyết phục anh em mình như nào. Mình cũng top 30 đấy. Còn nếu mà 4 đội trưởng không thuyết phục anh thì đấy. Để anh tính lại. Thì mình tự thuyết phục mình vậy. Anh lập đội riêng. Nhưng mà anh cũng đừng chảnh quá, không phải như vừa nãy là không ai chọn là về vợ đấy. Ừ, cũng đúng đấy. Thôi, đội trưởng vợ thì cũng được đi.
Em thấy đội trưởng đấy cũng ok. Anh còn vợ còn về, em có gì để về không? Không có gì để về, em có mèo để về. Quên, em có chó để về. Đó. Em về với chó mèo. Em còn có. Em chỉ có một căn nhà trống trơn. Nhưng mà điểm bọn em chắc cao. Bốn người top cuối nè. Hùng Huỳnh, anh Tú, Phạm Bình Hành Ngân và Quang Trung. Không anh ơi, nhưng mà anh nhớ không? Vốt nhóm riêng và vốt cá nhân riêng. Vốt cá nhân riêng. À thế à? Ừ. Là sẽ có đội 7 người và đội 8 người. Sẽ có đội chỉ có 3 người thôi, nghĩa là sẽ có khoảng 2 đội sẽ là 3 người đó. Anh sẽ vào đội 3 người. Nhiều đất hơn hả anh? Không phải, tại vì ít người thì mình có nhiều thời gian hơn. Nhiều thời gian là sao anh? Nhiều thời gian là gì ạ? Screen time. Ủa, à thế. Nghĩa là đỡ phải tranh luận nhiều đúng không anh? Theo em thấy thì ít người thì mình phải làm việc nhiều hơn á. Thì có nhiều thời gian làm việc đấy, hơn mình. Nếu mà đông người quá thì sẽ có người kẹt giờ. Cũng thật ra cũng tùy vào bài. Thật ra là 4 với 3 nó không quá khác nhau đâu. Đúng. Nhưng mà là em nghĩ rằng là 4 người thì đội hình nó sẽ đẹp hơn. Như 10 trên 10 đúng không? Đúng rồi, như 10 trên 10. Lại tiêu cực anh ơi. Không, nhưng mà bước ra 4 người hôm bữa đẹp. Đẹp hơn, 4 người đẹp hơn. Nên là em thích vào nhóm 4 người hơn. 3 người thật ra cũng mạnh mà, 3 cây làm chẳng lên non. 1 cây... Gì? Cái gì vậy? Nó ngược á? Mình văn he. 3 cây làm chẳng lên non. Nhưng mà ông này ông bảo là 3 cây mạnh mà, nhưng mà 3 cây làm chẳng lên non. Thế là mạnh chưa? Tức là bố của cây thì làm chẳng lên non, nhưng mà 3 cây trụm lại lên hòn núi cao. Miếng này hay quá, vỗ tay cho em nói miếng hay quá. Đây không, đây là chi trả. Cô ta chi trả. Nếu mà dream team của anh về nhóm 3 người nhá. Ở trong cái cụm này đó. Sẽ có anh này. Trong nhóm này nhá. Ngại nhở? Không, em không ngại đâu. Ngại. Em chọn anh Atut đầu tiên. Main vocal Ali Hoàng Dương và Win Lê. À không, nhưng mà thằng cu này cũng được. Ai nhảy? Anh á. Không, chúng ta cùng cố gắng. Không. Chúng ta cùng cố gắng. Em nữa, thôi em về đội anh đi. Anh có bảo là anh muốn cùng đội với em tại vì trông em tài năng. Trông tài năng thôi à? Trông tài năng thôi. Trông tài năng. Không tài năng thật. Anh Tú, nếu mà vòng tới anh em mình chung đội á, anh em mình muốn lửa đi. Muốn lửa hả? Muốn lửa đi. Muốn bụng đi. Sợ nhờ, muốn lửa thì cũng được đấy. Em có vẻ cũng hấp dẫn đấy. Em xuống hỏi chiêu của Jessica để anh em mình làm. Ê, anh Jessica biết đó. Anh Jessica nuốt lửa luôn mà. Anh nuốt cái lửa chứ. Chị ơi, nếu đội trưởng vào thì chị nhắn bọn em nhá, tại để bọn em ấy biết. Mình làm mâm cơm đấy, mình làm một mâm đấy, từ nãy giờ là xong rồi đó. Để bọn em còn quyết định xem bọn em sẽ vào đội trưởng nào nữa. Nồi lẩu mắm được không ạ? Mấy anh em làm là nồi này. Mình vào dạp phim mà mình ăn cái mùi nó hơi... Xin lỗi. Mình có thể chọn lẩu kiểu lẩu Thái, chua cay. Ui, ngon nha. Lẩu riêu cua. Cho anh một topping là cá đi, cá ba sa đi. Ui, ruột cá ba sa đi. Đi hơi xa rồi đấy. Chứ giờ rảnh có giờ ra làm gì? Hình như 4 đội trưởng là bên hết màu mỡ rồi. Ở bên kia sao? bên kia hết rồi. Em nói hết nội dung rồi đấy. Chắc 4 người vô chung lượt nhờ. Mà bây giờ to mồm thế này tẹo nữa đội trưởng vào cái cung cút cút chọn em. Này, tôi nhớ hết, tôi nhớ mặt hết. Ai lát nữa đi vào mà đứng lên xin đội trưởng ơi chọn em việc tôi nhớ mặt hết nhá. Anh là cái mùi lắm. Anh là đầu tiên luôn. Vào là mình phải có giá của mình phải chọn đội trưởng. Ok. Mình vách mặt lên, mình ngồi quanh. Cái đấy anh em thống nhất là phải như vậy. Không, bây giờ vào đội trưởng vào xem bảo là anh có gì offer chúng tôi. Đúng. Tại sao chúng tôi lại phải về team? Nói chung là vào là anh em không care lắm. Đúng, anh mang được gì quyền lợi với cho chúng tôi? Đúng rồi, không cần care. Xin lỗi, tất cả anh em tụi tôi ở đây nhá, đều là visual, rapper, dancer và vocal hết. Chúng tôi làm tất. Chúng tôi làm đội trưởng được luôn. Tôi nghĩ tôi xứng đáng hơn anh. Bạn làm không tốt, tụi tôi thay bạn luôn. Xíu nha, xíu men thì anh bật nhất nha. Ví dụ như anh Song Luân mà bước vào nhá, anh đuổi anh Song Luân ra luôn. Ơ, em lại bị bảo luôn á. Anh đi ra đi mời anh. Tại sao Song Luân, anh Song Luân bước vào trong phòng này vậy? Đây là phòng sỏi đá mà. Phòng của những anh em tài năng nhất mà. Hiếu thứ hai đi. Cho anh về đội em được không Hiếu? Tại vì em muốn, ý là phải... Tại vì cái vòng 1 em chưa nói lên khao khát của mình. Em cứ nhường ý. Thì bây giờ em phải nói lên khao khát. Hiếu ơi, anh. Cũng gọi là nhiều ông muốn về đội ấy. Ví dụ như em bảo là vòng trước em có hơi láo. Vòng trước em làm gì với Hiếu mà láo? Battle rap. Battle rap. Không, nhưng mà vui mà. Battle rap vui mà. Nếu mà đội trưởng game rap cho, để mà đội trưởng chọn em thì em sẽ diss đội trưởng luôn. Yeah. Anh làm mất thời gian của tôi quá. Hay không? You know. Yeah. Đúng ngạch. Thằng bé này nó thích lắm này, nhưng mà nãy giờ nó gì? Em. Ừ. Em á. Xin chào các anh trai trong phòng sỏi đá. Xin chào anh Trần Thành. Xin chào anh Trần Thành. Mời các anh quay ra.
Ủa? Ủa? Tụi em đang tính tiểu phẩm. Bọn em tiểu phẩm cố tình. Em xin phép. Tiểu phẩm sao ạ? Bọn em đang làm giá. Làm giá. Làm giá. Dạ. Có ai vào đâu ạ? Chưa ạ, bây giờ tôi ạ, đây. Ủa? Là tôi đấy ạ. Dạ vâng ạ. Ủa? Dạ, không có ai quan tâm đến mình đâu ạ. Dạ, các anh bình tĩnh lại. Thật ra thì các anh hiện nay thật sự là đang có giá. Chúng ta là những người có cá tính đặc biệt cho nên mới ngồi ở phòng sỏi đá này. Wow. Vì vậy cho nên khi các đội trưởng vào đây, các anh được quyền đồng ý hoặc từ chối. Wow. Đấy là chúng ta rồi. Nếu như các anh đồng ý thì lập team thành công. Các anh không đồng ý, có nghĩa là tôi không muốn vào đội của anh này, tôi thấy anh này không đủ năng lực, là tôi không ưa anh này, các anh sẽ từ chối và các anh sẽ về một khu vực thứ ba, gọi là khu vực đảo hoang. Khu vực đảo hoang đó tập hợp tất cả những người bất bình như các anh. Ngay cả anh cần sự bất bình vậy. Và ngay cả phòng mở cũng vậy, họ cũng sẽ từ chối. Nếu như họ không thích về, họ cũng sẽ vào phòng đảo hoang. Khi vào phòng đảo hoang thì sẽ có cơ hội mình được gặp những cái đội trưởng mà mình muốn về. Nhưng mà anh ơi, từ chối được một lần hay là bây giờ họ cũng chỉ mời các bạn một lần thôi, mỗi người sẽ mời một lần và mình được quyền từ chối. Là mình từ chối sau là mình vô đảo hoang luôn. Mình sẽ vào đảo hoang, mình đợi cho đến khi mà những người đội trưởng đó bị từ chối hết, rồi họ sẽ vào đảo hoang để gặp lại chúng ta một lần thứ hai. Đúng rồi, chúng ta đang có cơ mà. Chúng ta được quyền từ chối nha các anh nhá. Oh. Chứ chúng ta không phải là một cái thứ vé vớt gì mà ai kêu gì mình cũng về nhá. Thế mà lúc nãy cái tình bảo bọn em là những món hàng. Ngẩng cao đầu lên. Mình như một món hàng vậy đó. Thế thì tí nữa mình phải ra giá nhá. Thân em phất phơ giữa chợ, ai lùa thì em về. Chúng ta là hàng mà hàng hiểu. Wow. Yeah. Anh thí dụ như là em gặp Song Luân Big M, em không muốn chọn Song Luân, em ra đảo hoang, em gặp lại Song Luân lại Song Luân. Là do em xui thôi. Ê, thế thì anh em không được ra đảo hoang. Anh em phải tính, không được ra đảo hoang. Tại vì ví dụ như là anh em mà chọn cái đội trưởng đấy, mà cái người, không chọn người đội trưởng đấy, mà người đội trưởng đấy lại bị rất nhiều người không chọn, cuối cùng về đảo hoang cũng lại gặp đội trưởng đấy. Xong rồi mang tiếng đảo hoang. Còn hơn là em gặp nó liền, đầu tiên em không thích. Là anh chấp nhận số phận luôn, anh là chấp nhận số phận luôn. Ít ra anh còn cố gắng ấy. Em ra đảo hoang ít ra em còn có cơ hội khác. Còn em không ra đâu, em ít ra còn 3 cơ hội. Còn em không ra đảo hoang thì em nó chọn là em về nó luôn, là coi như em không có cơ hội. Đúng. Anh có đem bộ đồ bơi không mà đúng không? Anh có mang rồi em. Ra đảo luôn. Mang theo cần câu nữa đẹp. Ai cũng đem mà. À em có súng bắn nước. Hợp lý ấy. Được. Anh em làm cái bán trượt nữa là đẹp. Ê. Ê. Đâu rồi? À đây. Ủa? Cứu em đi. Nói chung là cũng tin tưởng anh nhiều lắm. Thì em cũng có tưởng tượng tới một cái tương lai rất là đẹp của hai đứa mình rồi. Em muốn mời anh về với đội của em. Em thì, có gì cho anh? Hôm bữa anh có hỏi tới cái đồng hồ của em đúng không? Hôm nay em tặng cho anh luôn. Ghê ta, trời. Cái đang đeo luôn. Được chứ anh? Được không? Đây anh thích cái nào? Anh thích cái này. Anh thích cái này. Rồi. Đây bằng vàng luôn. Anh chịu chưa? 60 giây thôi. Đi, đồng ý lẹ đi, có 60 giây thôi. Em còn cưới người khác nữa. Ok. Sao ok gì không vui vậy chị? Ok. Rồi tạm thời vậy nha. Cảm ơn anh nhiều. Tạm đi. Dương. Tôi cũng có tưởng tượng tới một tương lai rất đẹp của tụi mình rồi, thì bạn có thể nào bạn ơi vô đội của tôi không ạ? Cần gì đó phải thuyết phục hơn một tí đi. Thuyết phục hả? Thật ra là mình sẽ chọn đội theo đúng cái tiêu chí mà mình đưa ra một cái chủ đề. Cho nên là hy vọng tất cả anh em sẽ cùng chảy. Và người đầu tiên mình muốn mời đó là Captain. Anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành với em ở Live Show 2. Once again. Ok, chảy. Captain nhận lời xuống quân. Dương đã biết cái nhận lời không ạ? Em vẫn đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Thôi đừng có suy nghĩ nữa, nói chung là quyết định lẹ đi, tương lai trước mắt mà. Anh Tú. Anh xong luôn tiếp gần anh Tú. Anh Tú. Mặc dù anh biết em là người có gia đình, nhưng mà anh thấy em rất là xông xáo và chăm sóc cho Liên Quân rồi, cho nên là anh hy vọng là em sẽ cùng với anh. Em từ chối. Wow. Em từ chối. Anh Tú là người đầu tiên từ chối xong luôn. Em từ chối anh Sinh. Em từ chối tôi. Đúng. Anh Tú ra đảo, mời anh. Ủa? Em thấy chưa? Em ra đảo. Ủa nhưng mà em chấp nhận tôi đi. Em chấp nhận tôi đi là em sống trong đất liền rồi. Trời ơi. Đi bạn ơi, đây trời ơi, tôi có vật chất mà, tôi còn có sắc đẹp nữa, tôi làm nhạc hay nữa bạn ơi, sao mà bạn từ chối tôi vậy? Trời ơi, sao mà bạn suy nghĩ nhiều quá vậy?
về đi bên nhau. Ta nối lại tình sự. Ok, trời ơi, cảm ơn bạn nhiều nha. Em đã đậu hoa. Ủa gì vậy? Khoan khoan khoan, cái gì cái gì? Em nhận cái này, em từ chối ạ. Em từ chối ạ. Em từ chối ạ. Nó cũng có hẹn với em mà nó hẹn ở đảo hoang. Sao kỳ vậy? Tôi hẹn bạn nó từ chối. Trời ơi. Isaac mời bạn. Ủa cho em hỏi là tại sao gọi là sỏi đá? Không cần biết. Không cần biết hả? Quyết. Dạ em đây. Hút. Ồ. Em về đội anh không? À, tập trước phỏng vấn nói em muốn về đội em, nói em muốn về đội anh. Như sao? Idol. Idol đó, idol đó anh ơi. Là idol, Isaac đồ đó ha. Anh trai xong luôn hết lượt mời. Anh trai này kiếp hết lượt mời. Vào. Ồ, em. Anh trai hiếu thứ hai lẹ lên hết người rồi. Từ từ. Captain về chưa? Captain đã về. Ôi, anh Nguyên về chưa? Anh về Isaac rồi. Ai có tìm rồi đi đi nào. Từ. Kiếm Dương đu mít hả? Trời ơi, kiếm gì đu mít hả? Isaac hút đu luôn, đu chịu không? 100% luôn ạ, 100%. Vô. Ok, chậm luôn. Outlet rồi, trở lại tụi tôi outlet rồi. Ê, tụi mình là bị hàng outlet rồi. Outlet rồi. Từ từ, để suy nghĩ. Cái này khác team em rồi. Đi lẹ. Anh trai Isaac được hai người rồi, chúc mừng. Đi. Đi. Đi nhanh là lợi thế. Lẹ. Anh cũng đi theo em hả? Ủa, làm có biết Nicky không? Cái gì? Con biết Nicky rồi chứ. Trời ơi. Em mà còn trước là anh chọn em rồi đó. Ủa, em định chọn anh á. Ủa, anh nói gì kỳ vậy anh? Còn ai vậy? Còn mấy anh em đây hả? Còn anh này Hiếu. Mình chung đội rồi. Biết đi em ơi. Tiêu chí của em là gì Hiếu? Tiêu chí của em hả? Tiêu chí của em là đa năng. Mấy anh em đa năng. Chỉ có anh rồi. Anh đó. Biết anh đi. Dòng trước anh hát ballad đúng không? Anh ballad và anh cần được tất cả mọi thứ. Cần được tất cả mọi thứ. Anh bi chơi được hết phải không anh? Chơi hết em ơi. Ok. Mấy anh em còn ai chơi anh bi được đúng không? Outlet mọi người. Hô hào đi. Outlet rồi. Anh vừa bảo với Tim Hút là vòng này có R&B là anh thôi trả lại đi, trả đi đi. Hiếu ơi anh R&B được. Từ để em coi. Bây giờ anh. Nhưng mà em về Hiếu, rồi, em về Hiếu anh hát. Anh hát là tại chỗ cho em nghe được không? À. Anh hát đi, anh hát thử đi. R&B đúng không? Đúng rồi. Ví dụ bài gì giờ ta? Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Cha Ban. Ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London. Anh hợp với đội anh Isaac ạ. Ủa gì á? Sao ạ? Còn bọn anh ở bên ngoài nha. Hiếu ơi. Thôi em pick một người, Dòng này em pick một người thôi. Anh Jason ạ. Yes. Oh my god. Em đồng ý ạ. Đồng ý ạ. Đóng mọc ạ. Only. Yo. Một lần thứ hai ạ. Đẹp trời. Rồi rồi. Woo. Lần thứ hai ạ. Một người thôi được không anh? Buộc mà. Luật. Em đã cố gắng hết sức. Hát thêm bài nữa. Một bài nữa. Tiếp tục nhanh hơn. Giọng cổ. Một bài nữa đâu anh? Được. Thôi em sợ là anh hát một bài nữa em không chọn anh thì kỳ lắm. Đi ơi. Lì lên. Tiếp tục lì với bạn ơi. Anh Win là về rồi hả? Win có rồi em. Win du về rồi. Win có nhà có cửa rồi. Hiếu ơi Hiếu. Còn 4 sự lựa chọn. Đúng rồi. Mình có thể làm lại không? 4 sự lựa chọn lại ạ. Ali. Vẫn là Ali. Hiếu ơi, anh hát được Hiếu. Hiếu ơi Hiếu. Thiệt anh dễ thương lắm. Kêu anh gọi, về kêu là... gọi anh em ơi, kêu gọi đồ, anh em ơi. Nước. Đồ ăn đồ uống Hiếu. Anh ơi, anh được, anh tốt tính lắm em. Hiếu ơi, anh em hot rồi Hiếu. Bây giờ em nói cái tiêu chí đi, anh tư vấn em luôn này, tiêu chí luôn đi. Là em cần cái gì đây? Không, em cần đa năng, rất đa năng luôn. Nhưng mà phải là AB đúng không? Nhảy hát viết đúng, hả? Nhảy hát tất cả. Về anh. Cái nào cũng chơi anh, được. Anh đã có một người manager chưa? Hùng Huỳnh hả? Hiếu ơi, còn hai người bên ngoài này nhá Hiếu ơi. Như nào? Bạn càng suy nghĩ lâu là mấy đội kia càng pick team nhanh đó nhá. À ha, còn... Lẹ lên nào. Bọn em được đi chưa? Bọn em hàng giạt chắc giạt. À bọn chưa. Hồng Huỳnh. Ok. Yes. Yeah. Hello. Rồi xin chúc mừng thành viên cuối cùng về với team của đội trưởng Hiếu thứ hai.
đó là Hùng Huỳnh. Và chúc mừng tất cả các anh trai đã nhận lời mời của đội trưởng Song Luân, đội trưởng Isaac. Và chúng ta sẽ có anh Tú, Dương Đông Bích, hai người đã mạnh dạn từ chối hai lời mời. Hai anh trai cứ ra đảo, không sao cả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và các bạn đừng nghĩ là các bạn ra đảo là các bạn sẽ gặp lại những cái người từ chối nhé. Biết đâu vào trong đó Hiếu không pick thêm thành công. Ủa khoan, tức là vẫn còn khoan anh. Nhưng mà ý là em từ chối ai? Em từ chối anh Sinh. Sao vậy? Tưởng hai người thân lắm mà. Ủa vậy là thân dữ chưa? Không phải. Không phải, tại vì anh Sinh anh hay nhắn tin riêng với em lắm. Anh suốt ngày anh đòi voi đi Tú ơi cho anh nghe, từ chỉ cần gọi tiếng anh Sinh thôi em sợ lắm. Quá, em đáng yêu quá. Anh nói đi, có đúng hay không anh Sinh? Ê ơi. Sao hai cái người đàn ông này kỳ quá vậy? Ta có gia đình rồi mà làm gì kỳ vậy em? Không có, em tự trọng lắm anh. Voi có một lần thôi. Nè, em tới em tặng nó trái tim mà nó không nhận. Trời đất ơi, tặng trái tim cho người ta. Trời ơi, quỷ yêu. Nói chung là tất cả chúng ta đều đã có được những thành viên trước tiên là ưng ý với nhau đúng không Isaac à? Dạ dạ, nhưng mà xin lỗi mọi người là bởi vì là mindset của Isaac là tại vì mỗi một team lớn sẽ có hai unit nhỏ bên trong, cho nên là Isaac phải chọn rapper ưu tiên trước, mà đây là hai dream rapper trong lòng Isaac, cho nên là sorry mọi người phải chọn rapper trước nha, chứ không phải là không đánh giá cao anh em nha. Sorry. Không chấp nhận à, không chấp nhận lời xin lỗi à. Em nghĩ là anh muốn gây chiến. Thôi đừng đánh chọn tôi mà. Anh muốn gây chiến rồi. Em cũng rapper đúng không? Ôi quên, anh quên em là rapper. Đúng rồi, vừa mới vô pick hai rapper. Quên Artis cũng là rapper luôn. Trong đây đâu có bao nhiêu rapper đâu, anh vừa mới vô pick hai rapper rồi. Thì đúng rồi, thì tôi còn hai rapper, hai unit của tôi. Khó chịu rồi đúng không em? Anh quên mất là Tú mở là rapper luôn. Ủa Tú bơ chứ, lộn rồi, Tú bơ. Tú mở mặt ai vậy, mặt Tú mở. Tú này chỉ là Tú đổ bóng dầu thôi, chứ không có mở ở đây à. Cuộc đời em mê rap từ nhỏ, mới không chọn em. Quên trời mất, trời ơi. Nhưng mà bây giờ là ra cái chiến rồi đúng không ạ? Cái chiến rồi anh ơi. Ok, phòng màu mỡ vẫn còn đó và Hiếu thứ hai nên phục thù ạ. Yes sir. À, xin mời bốn đội trưởng. Chúng ta chuẩn bị tiến vào phòng màu mỡ. Tia, Tia. Cố lên. Tôi sẽ nhớ anh. Anh là đồ trai tồi. Xin mời các trai về phòng. Ê, sao mình dễ quá ta. Xin mời các đội trưởng về phòng màu mỡ. Và thưa quý vị, ở trong này có một anh trai đáng lẽ không nằm trong phòng sỏi đá. Đó là anh trai Artis. Em đáng lẽ anh không nằm ở vòng sỏi đá, nhưng vì anh chia điểm thưởng cho các bạn, cho nên điểm anh lại thấp hơn mọi người. Như tôi đã nói ngay lúc trước, dù là 30 điểm nhưng vì cái cách chia đó cho nên điểm anh thấp hơn mọi người và anh phải có mặt ở đây. Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Cho nên tôi nói là cách chơi cũng rất quan trọng để cho các anh trai có thể liệu cơm gấp mắm. Ok. Ok, we go. Ra đảo. Bye. Chúng ta đi ra đảo anh em ơi. Ra đảo đây. Ra đảo đây các bác. Bye bye anh em. Bye. Đi một chuyến dài đây. Bye. Anh từ chối chúng tôi. Không, tí nữa. Chỉ chối đi cho nó vui thôi. Sỏi đá thật sự. Trong lòng là sỏi đá thật sự. Bây giờ còn đi ra đảo nữa. Thôi, tôi dẫn đầu mình em đi ra đảo đây. Dạ, ok anh ơi. Ra đảo anh em ơi. Xin chào mừng mọi người đến với chương trình Anh Trai Say Hi ạ. Mình là anh trai Quang Trung, xin mời mọi người cùng tham quan phòng màu mỡ. Hiện tại chúng ta có rất là nhiều ghế ở đây ạ, nhưng mà chưa có một anh trai nào xuất hiện. Trung nghĩ là chắc là... Oh, em hả? Hello. Ê, chào mừng em đến với đội của trưởng nhóm Quang Trung. Chào mừng em. Ủa, gì trưởng nhóm? Hả? Ủa? Vô trước thì coi như là gì? Hello. Thì ra là màu mỡ ha. Không, tính ra là nay mình mặc áo hơi màu mỡ ha, đúng không? Ủa là sao? Ý em là sao? Ý là màu sắc nhiều quá. Màu sắc kiểu vậy, đúng rồi. Chứ mình bỏ cái từ mỡ đi. Ê! Oh! Ê! Anh thì mạng Hoàng Nhi chào mọi người. Ê, tụi mình chung một mà group như vậy, tụi mình chưa chắc là chung nhóm đúng không? Ê, đi về được không? Đi, đi. Ê, đi đi. Đóng cửa lại luôn, nhốt hai nữa. Ê, tụi mình mà chung nhóm chắc vui á. Đúng không? Em thấy chúng mình có nhau hả? Ôi nhưng em không nghĩ là bọn em được vào nhóm mọi người đâu đấy. Em ơi, cái này mình ngồi cho vui thôi, hồi người ta chọn mình. Ôi vậy. Ủa mình không có quyền gì hết á, mình không có quyền lựa chọn. Thôi như thế thì mình là những kẻ thất bại, mình không có quyền lựa chọn gì cả. High Rider. Là DJ. Mọi người đến với nhóm màu mỡ ạ. Màu mỡ là những anh em có nọng không?
Bảo rồi, bây giờ anh em nào màu sắc là màu mỡ hết. Anh có màu gì đâu, trời ơi. Anh màu trắng đó. Trắng xanh, đen. Trắng đen gọi là màu ha. Mình là những nhân tố màu mỡ nhất của chương trình đó mọi người. Mỡ này. Nọng mà có ý định là không phải là nọng người này. Thôi nhưng mà em nói chung là cái tên của bọn mình là nói lên tất cả kết quả luôn rồi đó. những vùng đất màu mỡ là chúng ta ấy đúng không? Béo màu mỡ. Màu mỡ là nhắc, màu mỡ là gọi là nhắc đến sự phú. Anh Long. Màu mỡ hen. Màu mỡ. Anh Long. Don't care tập hợp. Bây giờ anh em đang bàn nó không biết là anh em mình có cái gì chung đây để mà màu mỡ đây. Đấy, giống như anh với lại anh Long là hết chung rồi nè, có màu hồng rồi nè. À đây hồng luôn nè, hồng luôn. Rồi ba người đó chung nhóm đi. Không như ý như mọi người là bọn mình chỉ vào đây thôi chứ bọn mình không cùng nhóm. Nhưng mà vui rồi. Không nhưng mà em đi đâu. Chưa biết tụi mình đi đâu đâu. Dàn đẹp à, dàn trai đẹp. Đi đi, tụi quá chán anh rồi. Thế là tú mỡ à? Đùa, tìm nấu fan all star đấy giờ à? Đùa, tìm nấu fan all star đấy giờ. Thì là đùa chút đấy. Lâm kèo đi chứ anh em ơi. Lâm kèo đi. Lâm kèo đấy chứ. Anh đi lộn mà. Có bút nữa hả? Anh đi lộn mà. Phá cái gì? Anh đi đâu vậy? Nhắm mắt lại, bay mì đai. Anh em ơi, bây giờ 3, 2, 1 mình vô chỗ nha. 3, 2, 1 Về số. Đưa anh em chỗ chỗ đi nhờ. Tùy nè. Tôi ngồi đây nha. Anh về với lại ban tổ chức ơi, cho em xin phép cho anh Thái Ngân đi chỗ khác được không ạ? Em này quá ngán ảnh rồi. Anh đi vô phòng khác giùm em cái đi. Mình đi về chung với nhau đi. Đang giờ đi, tôi đã quá chán anh rồi. Đi qua này, qua này. Chị hai. Ủa, em ngồi với chị hả? Dạ. Ủa? Don't care. Don't care máy đỉnh. Nhưng bây giờ don't care nó tâm lý khác à. Đúng vậy. Ờ nhưng mà don't care mình trộm vía chứ nhỏ. Trộm vía. Hai đội trưởng bên kia đúng không? Đúng. Hợp lý à? Một tốt là không về được một đội thôi. Người tắt hết luôn đúng không? Hết rồi. Mọi người ơi nhưng mà bây giờ sao, tại sao mọi người nghĩ chúng mình lại vào đội màu mỡ? Màu mỡ mà. Tại vì tụi mình có mỡ. Có mỡ không? Khoe mỡ xíu đi. Hay là màu của mình ra là hay là tụi mình có một cái màu gì đúng đó. Đúng rồi, một cái màu sắc. Đúng rồi. Sao chị mọi nói người đi. Ơi cho tôi nói một câu. Lúc đầu tôi nhìn chữ màu mỡ, tôi vào cái phòng này thì tôi nghĩ là màu mỡ có nghĩa là điểm cao. Nhưng mà sau khi tôi thấy tôi và Quang Trung đứng đây thì tôi nghĩ là cái phòng này điểm thấp á. Anh ơi. Cái đó là điểm nhóm thôi, còn điểm cá nhân thì khi mọi người được cao thì sao? No fun no star này đúng không? No fun no star. Em ngồi đây này. Anh ơi, có ta ghe với lại Hurricane cho nó kìa, độ điểm cao mà. Đúng rồi. Điểm cao nè, đùa đâu. Là những cá nhân xuất sắc. Còn nhóm hay không thì đâu quan trọng. Nhưng mà mình điểm thấp mà. Đội màu mỡ là cái đội mà còn nhiều rất nhiều điều khai thác được. Đúng rồi. Cái sỏi đá cứng cáp quá không có gì khai thác cả. Các anh trai ơi em bảo này, em đang thấy như này này, mỡ là thường có, người ta gọi là đội màu mỡ. Không, gọi là màu mỡ. Mỡ là thường trong suốt nghĩa không có gì á. Đâu mỡ màu vàng chứ. Nhưng mà màu là có gì hết á. Mỡ màu vàng chứ. Là bọn mình coi như là nothing đó. Ôi bây giờ anh em đoán sao đoán non bây giờ tất cả vén bụng như thế nào. Đây không có mơ nè. Nhưng mà có thể là bây giờ nguyên một nhóm mình là một liên quân thì sao? Đúng không? Sao Lu nói gì? Tất cả chúng ta sẽ cho khán giả biết mỡ có màu gì. Wow. Lu nghĩ là với nhiều mỡ như này chắc là không chung không ha? Không chung được đâu. Nó tụ với một chỗ thì cũng... Thì ra là mình không có biết. Có thể là đối thủ của nhau đó. Trời ơi chả nhẽ đây là một cặp đối thủ sao? Ôi, không được. Bằng đầu em đã là đối thủ. Đếm rồi, đang nhiêu người vậy anh em? 15 người đủ rồi. 15 hả? Ê, 15 là mình có thể là một liên quân nữa đó. Có thể đấu liên quân nữa đó. Ok, em muốn nói gì em? Em muốn nói là ví dụ như em để ý là có màu sắc cũng chung. Ví dụ màu đen nè, màu trắng nè, màu xanh nè, màu hồng nè. Nhiều khi chung đội đó. Vậy là những người màu hồng về với nhau sao? Màu hồng về với nhau sao? Ai màu hồng về với màu hồng đi? Màu nước mắt. À, mở màu nước mắt. Ê lộ thôi màu hồng đi. Này em nghĩ là chắc chắn nó không phải tính cách rồi. Nếu mà tính cách thì Tết kia phải ở bên sỏi đá đúng không? Sao không ra người ta lọc ra rồi. Nhưng mà quan sát có một điều là bốn nhóm trưởng đều ở bên sỏi đá nha. Ủa? Đâu? Bốn nhóm trưởng chưa vô mà. Đâu nhóm trưởng là vẫn đang ấy mà. Đúng rồi chưa vô. Thế sao ở đây đã đếm được 15 anh trai rồi? What? Thế bên mình đông hơn à? Mà mình vừa đếm mà. Mình đếm được sao được 15. Đây khoan, nếu mà như vậy là chắc chắn là 15 người này có thể là không chung đội nhau. Từ, đúng không? Hoặc thế là bên sỏi đá chỉ 11 người thôi. Đúng không? Có thể là không chung đội.
Không, mọi người ơi, như này này. Bên sỏi đá 11 người là 11 người điểm thấp. À. Em ơi, bên đấy có nhóm trưởng em. Bên đấy có nhóm trưởng. Không, bên đấy chắc không có nhóm trưởng. Không, có thể nhá, có thể. Cũng có thể đấy. Cũng có thể là... Có thể tập này em có thể là nhóm trưởng Liên Quân. Anh lại em luôn á. Em nghĩ sao khi mà anh là nhóm trưởng? Ok. Ok anh mà đúng dạy không? Mọi người hát tiếng Thái. Ừ. Bàn nhiều quá. Nó nói bốn đội trưởng người ta vô người ta chọn thành viên mà bàn chia bàn giữ. Nó có quyền hạn gì đâu bàn đúng không? Đâu có sự lựa chọn gì trong này. Hết chuyện. Hết chuyện, hết chuyện. Anh trai Đức Phúc mời anh đứng dậy. Rồi. Oh my god. Chết em rồi. Anh trai Đức Phúc chọn đội trưởng Song Luân. Wow. 30 giây, nguyện vọng bắt đầu. Thực tế là em cũng không có gì ngoài giọng hát, ngoài idea, concept, ngoài tất cả mọi thứ. Nên là nếu mà anh thích anh chọn em đi, em sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau để về chung một nhà. Yeah, dễ thương. Và chúng ta sẽ yes. cùng nhau, dắt tay nhau đi đến chiến thắng như vừa rồi anh vừa làm. Wow. Anh trai Song Luân đồng ý hay không đồng ý? Yes. Yeah. Chúc mừng anh trai Đức Phúc về với team Song Luân. Cảm ơn anh. Tại sao ạ? À? Dạ thật ra là em nghĩ trong đầu em là người đầu tiên em sẽ say yes. Ủa? Em nghĩ trong đầu em như vậy. Em ơi. Nhưng mà không, em nghe nói hết nè. Nhưng mà em đang tìm kiếm một người mà có thể leader được một cái team còn lại và có thể chu toàn chu đáo. Thì trước đây mấy anh em có bạn nhau thì có nói là anh Isaac có nói là Đức Phúc rất là chu đáo, rất là đúng. Cho nên anh giật gà của tôi rồi đó. À, lại một cuộc gây chiến. Ồ. Và cảm ơn vì vì sự tôn trọng của em, và anh hy vọng là tụi mình sẽ cùng nhau làm được điều gì đó tốt nhất. Mời anh trao tín vật. Một con vịt mỏ hổn. Hay quá, phù hợp rồi. Nên, em cảm ơn anh. Xuất sắc. Hay quá. Hay quá. Nhưng mà ý là anh bảo là người đầu tiên anh sẽ say yes, nhưng mà... Và nó hợp tiêu chí luôn á. Có nghĩa là rất là may mắn là vừa hợp tiêu chí tìm một người vocal. Ok. Em cảm ơn anh. Đâu em một cái yes từ thiện thôi. Không, em cũng định nói thêm là thực tế là em cũng muốn chọn cả Hiếu. Tại vì vừa rồi cũng ở trong đội với Hiếu. Cũng rất là thích Hiếu, tại vì Hiếu làm việc cũng rất là vui nên là... À, cảm ơn Hiếu nhé. Tiếp tục. Mời anh trai Quang Hùng Master đi. Nguyện vọng của anh là đội trưởng Negev. Trời. 30 giây biện luận bắt đầu. Thật ra thì một đội hình trong mơ của em đó là có cùng chiều cao. Anh thấy Negev là khá là cùng chiều cao với em. Tuyệt vời. Đúng. Và đẹp đội hình. Cùng đội hình, đẹp đội hình. Và thêm nữa là anh cũng có những cái mà giống ví dụ khả năng sáng tác cũng như là hóa phối khí mid master và có cái phòng thu luôn. Nếu mà anh em cần gì có thể qua phòng thu Quang Hùng Master đi. Tuyệt vời. Yeah. Yes or no? Em làm gì? Quỳ xuống. Trao nhẫn cưới liền. Vòng tay trao ngay. Yeah. Yeah. Anh trai Quang Hùng Master đi. Vì sao anh đồng ý ngay ạ? À? Dạ tại vì nói nào ngay thì cái lúc mà làm bài Don't Care á, là em với lại Quang Hùng là gọi là làm trong phòng thu luôn, là hai anh em tụi em là rất là hợp làm việc chung với nhau. Okay. Cho nên là lúc mà ở đội bên kia mà chuẩn bị qua đây chọn em cũng mới nghĩ tới anh Hùng. Ngon vậy tâm đầu ý hợp rồi. Đó, rất rồi, là chúc mừng hai anh. Rồi. Thank you. Tiếp theo. Mày quá không ra đội. Mời anh trai Eric. Wow. Yeah. Anh trai có mở một cái ngoặc, xin hãy chọn em. Em ơi, nó không thấy là hãy chọn rồi. Em rồi. Mời anh trai Song Luân. Wow. Wow. Trời ơi. 30 giây thuyết phục, bắt đầu. Đó, gia đình đó. Gia đình đó. Anh đừng có ngăn cách gia đình người ta. Không, gia đình hết. Anh Luân, anh còn nhớ lời hứa của anh em mình không? Đấy là hai anh em mình sẽ có một tập nào đấy về chung đội để mà chúng ta đi tập gym chung. Và em muốn rằng là sẽ không chỉ là anh em mình mà là trong cả team của mình sẽ cùng nhau đi tập gym. Và em nghĩ là em tự tin vào cái khả năng của em, tự tin vào tài năng của em. Và em mong là sẽ có thể cùng anh đồng hành trong team của mình. Wow. Nếu thế em bổ sung thêm rằng là có hai bọn em ở anh đây. Anh không có quyền nói. Xong kiếm hợp ích. Anh đừng lo, chúng ta sẽ dắt tay nhau lên đến chiến thắng của Live Show 2. Anh không có quyền nói. Thanh xà bà xà. Thanh xà bà xà rồi. Xong luôn. Yes or no? Dạ, cho em nhìn lại danh sách của em đang làm. Em có quyền. Trời ơi.
chia chắc rồi. Nguy cơ ra đảo rất cao. Đảo. Say no là cú twist. No. Yes or no. Anh Luân đừng. Thật ra thì em quan sát phần trình diễn của Eric trong phần trước á, cảm thấy Eric là một người leader rất là tốt. Một cái người có thể là giọng vocal cũng được, nhảy cũng được. Thường là khen trước là từ chối sau đó. Có chữ nhân, có chữ nhân. Nhưng vì vậy cho nên em có từng hứa hẹn với Eric là anh em mình sẽ cùng nhau thật sự là nhưng không phải lúc này diễn một cái gì đó mà nó sexy nhưng mà không phải ở những cái vòng gần đây. Anh Loan phải tin em. Chắc vì vòng live show này mình đã diễn sexy đâu đúng không? Em, để anh nói hết đi. Thật sự là coi trong may mắn là em 8 slot lận, cho nên là em thấy vẫn còn những slot đầm thiết. Wow. Và vẫn cần có Eric. Chết rồi, mạnh quá rồi. Eric nước phút về chung một nhà, chết rồi. Anh ơi, để bọn em lo. Rồi, ok, cảm ơn anh Sơn Lương. Anh lừa lọc lắm. Drama, drama thôi. Anh trai Pháp Kiều ạ. Pháp Kiều. Ôi, tôi rất ngạc nhiên là tới giờ này Hiếu thứ hai vẫn bị ghẻ lạnh. Ủa có mà. Ủa không. Ủa, em bị ghẻ lạnh. Vẫn chưa có ai chọn Hiếu thứ hai. Chắc anh rồi đó, nó mê anh lắm. Là em đó, em yêu Nagip. Pháp Kiều, mời bạn chưa. Chưa nói. Cái thứ gì à? Quay á lên quay. Nó đổ trưởng nè. Nói đi. Negip à, em không có gì ngoài những con flow cực gắt. Wow. Ở đây thanh xà bạch xà. Anh nhìn đi, em là cái gì? Xà nữ của Việt Nam. Em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Và nếu như anh có được em trong đội của anh, em sẽ là một cái màu sắc vô cùng tuyệt vời. Và em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Đúng vậy, em đẹp như một cái lô hoa. Dạ. Vô hút. Hổ bông, yes or no? Từ, để anh suy nghĩ. Để suy nghĩ. Đúng không anh? Chứ mình thích liền cũng không được. Đúng vậy. Mặc dù cũng thích. Thì đó, thì anh cũng nghĩ suy nghĩ suy. Nhưng mà anh thấy trên áo em có chữ A với chữ H đó là An với Hùng đó. Thì mình nghĩ là chắc cũng ok. Anh sẽ... Không, nhưng mà em nghĩ là Kiều với An, Kiều An là càng yêu. Cảm ơn em rất nhiều. Quá anh. Kiều An càng yêu duyên dáng. Bắn diễm với tình bự luôn. Anh trai Vũ Thịnh ạ. Dạ. Vũ Thịnh. Hiếu thứ hai đã được chọn. Yeah. Wow. 30 giây bắt đầu. Ra đảo. Hiếu ơi, anh nghĩ em là người thẳng thắn nên là anh cũng muốn thẳng thắn ở trong vấn đề này. Nếu em có anh thì giống như là em sẽ có một điều gì đó bất ngờ live show 2. Yeah. Wow. Có thể như có thể yêu. Những người khác thì em đã biết được khả năng của họ rồi nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ là một ẩn số ở live show 2 và anh sẽ bùng nổ với những gì mà anh Isaac đã khai phá được anh ở live show. Yes sure. Wow. Yes or no. Rất chân thành. Và rất là vui vì ảnh đã thẳng thắn với em cũng xin phép thẳng thắn lại là em từ chối ạ. Trời ơi. Hay quá Hiếu ơi. Tại vì là đúng là công nhận là ảnh là một ẩn số mà em nghĩ là sẽ rất là bùng nổ, nhưng mà là đối với em thì trong đội của em là đối với em thôi thì đang có hai ẩn số rồi. Có nghĩa là em có cái ẩn số riêng của em. Đúng rồi. Ok. Dạ, nên là em không thể chấp nhận được ạ. Rất xuất sắc. Thưa quý vị, Hiếu thứ hai đã làm điều tương tự ở phòng sỏi đá. Ra đảo Thịnh ơi. Hiếu thứ hai cũng đã từ chối rất nhiều người ở phòng sỏi đá thưa các anh chị. Đây không phải, em yên tâm, em không phải là trường hợp đầu tiên. Và Vũ Thịnh sẽ ra đảo Hoàng. Ôi rồi. Không sao. Trời ơi. Trái tim tan nát rồi. Cái game gì mà đau lòng như vậy. Không sao. Tôi đã nói rồi, đảo Hoàng không phải là nơi cơm thừa canh cặn. Đảo Hoàng là địa cầu của những người bất bình. Tôi bơi trước các anh em bơi sau nhá. Anh trai Ryder chọn đội trưởng Nagip. Trời.
Ôi! Ôi, 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 30 giây bắt đầu. Giữ giá, giữ giá. Bà Đà. Bà Đà. Tôi đây. Đây, mình là mệnh kim ấy, mình có ông thủy này, kim sinh thủy, mình hợp mệnh đó. À, quên, đang chắn. Yes or no? Bên bạn, cạnh bạn có anh Hiếu thứ hai đúng không? Đội trưởng là Hiếu hai, lần này tôi cho bạn thành negip thứ nhất luôn. Trời ơi! Nói vậy bây giờ, từ chối cho nó bây giờ. Hiếu chiến rồi! Yes or no? Chơi bạn luôn! Chơi luôn! Thỏa thuận thành công! Tuyệt vời! Hôm anh em mình sẽ đi thiệt xa. Đi thiệt xa. Chơi không như người ta. Ok. Rider! Anh trai Lưu Hoàng chọn đội trưởng mà từ nãy giờ không ai chọn, Isaac. Ủa không ai chọn, anh là làm gì vậy? Mời đội trưởng Isaac đứng dậy ạ. Em đồng ý. Chưa đồng ý, cho anh hết đồng ý rồi. Cái thứ gì mà nó lây lẹ dễ sợ à. Anh dễ dãi quá anh. Dễ dãi sợ đã giờ không ai chọn cái đồng ý liền. Lưu Hoàng mời bạn. Thực sự thì em và đội trưởng Isaac đã có nhiều những cột mốc và có những thành tựu đó cùng với nhau trong thanh xuân, ví dụ như là 44 bang bang nè, hai cô tiên nè. Em hy vọng là anh có thể khai phá được thêm những thuộc tính mới của em trong thuộc tính. Thuộc tính anh là Pokemon hả anh? Thực ra thì em có nói rồi là mỗi một cái nhóm lớn sẽ có hai unit nhỏ và em cần những người có kinh nghiệm và toàn năng. Lưu nhảy được, hát được và có khả năng sản xuất và có một cái kinh nghiệm đi sân khấu biểu diễn rồi, cho nên em nghĩ là nếu mà chọn Lưu thì khả năng là nếu mà Lưu sẽ không chung đội với em á thì khả năng Lưu sẽ lead một cái unit còn lại để đi đến thành công. Lưu là đủ già dặn. Hay không phải, kinh nghiệm nhưng mà năng lượng rất là nhiều. Okay. Cho nên là welcome. Thành công. Yes. Quá của anh mới hay quá nhỉ. Mỗi người có một trend. Tránh ra xíu ha. Mình né ra cái này. Hay quá, anh trai Phạm Anh Duy. Let's go. Chọn anh trai Song Luân. Wow. Bất ngờ đấy. 30 giây bắt đầu. Thực ra thì em nghĩ em là người mới nhất trong tất cả 30 anh em ở đây. Em thì không có gì ngoài hát cả. Hát thấp, hát cao, hát trung, hát gì bè biết các thứ em có thể làm được hết. Nhưng mà em nghĩ em chọn anh Song Luân bởi vì nữa là em có thể cảm nhận được cái năng lượng đó, năng lượng anh em cùng chung năng lượng với nhau. Và em nghe mọi người nói anh Song Luân là một đội trưởng rất là ok, rất là chuẩn chỉ. Em lựa chọn anh Song Luân bởi vì như lỡ hai người là vocalist rồi. Cho nên em thấy là cũng hơi khó, nhưng mà tôi để anh Song Luân sẽ quyết định. Bạn này biết người biết ta nhỉ. Không, tại vì đúng không? Bạn cũng đâu có ngờ là có hai người này về trước ạ. Mời anh ra Song Luân. Yes or no? Em cũng thấy có cơ hội ra đảo lắm. Thật ra là đối với em thì em thấy là bên nhóm của em hiện tại bây giờ đã 4 người và đã như vocalist luôn rồi. Cũng thấy một cái sự ngẫu nhiên nhưng nó lại khiến nó rất là hay là Rider lại đi qua một team khác để tạo một cái màu sắc nó bùng nổ hơn, và em cảm thấy nó sẽ tạo cho cái chương trình nó sẽ có nhiều màu sắc, nó khác biệt hơn. Và em nghĩ là em vẫn đủ slot để có thể welcome. Có thêm một welcome thêm một người nữa. Wow. Ok. Chúc quá đã, quá đã, quá đã. Đúng rồi, anh là đúng không? Thật sự. Chảy nè em. Ủa? Đây, đây. Lộn anh ơi. Ôm thôi, ôm núi tiếng. À, tưởng lộn, lộn người, tưởng ôm lộn người chứ. Ôm lộn người, ôm lộn người, kỳ lắm. Kỳ á, ừ. Sao? Xuất sắc. Chúc mừng anh. Trai anh Tú. Anh Tú pick Isaac. Dạ. 30 giây bắt đầu. Dạ, trước tiên thì em phong thủy thì em thấy em với cả anh Isaac là trong ngũ hành tương sinh là em cần anh Isaac rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Em có cần phong thủy cái luôn. Cái thứ hai là hai người mình là cùng trong tam hợp. Đấy, cái thứ ba nữa là em thấy là cái vòng 1 em đã ít nhảy rồi, thì vòng 2 em muốn khai thác em nhiều hơn về nhảy và em cần một cái người sẽ giúp em nhiều ở vấn đề đấy. Em đúng rất rồi. Là cần một leader như thế. Cái này không, cái này nha, là một tình cờ là ngày hôm qua em vừa mở Facebook và em thấy một cái clip rất là hot tương tác của anh Tú, là có một cô bé đứng ở dưới mà vuốt anh Tú mà. Khoái đó. Em nghĩ là nếu mà trẻ con cũng thích anh Tú, bảo đảm là chương trình anh Tú sẽ rất là hot. Tại vì thu hút mọi lứa tuổi cho nên bắt buộc sẽ chọn anh Tú. Ôi trời ơi, nói gì nữa anh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Team anh mấy người rồi anh Lâm? Team anh 5 người đó. 5 người hả? Còn 3 người nữa đủ hả? Đếm anh luôn chưa? Đếm rồi. Ồ, vậy 5 năm rồi. Anh lại dắt qua rồi ta. Ôi, hai cái mỏ hổn này rồi sao làm lại? Ủa, sao nó không ăn vậy?
Coi chừng, chụp hai người thấy một người nha. Ê, anh gửi cho. Rồi, ok, thưa quý vị. Người kế tiếp anh trai Phạm Đình Thái Ngân. Với một thông điệp nhỏ bé. Dù không muốn lắm, nhưng nếu phải chọn, buộc chọn, thì tôi sẽ chọn Isaac. Ủa tại sao? Không muốn lắm. Thì em cũng biết sáng tác, em cũng có, nói chung là không có gì ngoài khả năng. Và ở đây thì anh đã chọn được hai người đội trưởng ở 6 team trước, đó là anh Lưu Hoàng với lại anh Tú. Thì tình cờ em cũng là một người đội trưởng. Thì em hy vọng là kinh nghiệm cũng ok. Yes or no? Nó là đảo đi anh ơi. Không, mày nó đảo ác bây giờ chơi nó đảo. Không, cái này là thật lòng là khi mà không cái xem Phạm Đình Thúy Ngân, ôi lộn, Phạm Đình Thái Ngân. Phạm Đình Thúy Ngân. Ôi, tôi thích cái tên này. Từ đây tới cuối chương trình tôi sẽ gọi tên anh trai Phạm Đình Thúy Ngân. Ôi. Không, thật ra là bình thường thì bé nó rất là nhoi, nhưng mà lên sân khấu lúc nhảy ánh mắt rất là sâu, em rất là ấn tượng. Và khi mà thằng nhóc nó diễn xong nó khóc là em biết là bạn đặt rất nhiều tâm huyết. Và khi bạn đã làm được rồi, bạn khóc một cách hạnh phúc, nghĩa là những người nghệ sĩ có cái tâm muốn cống hiến thực sự hết mình đó. Và lúc đầu á anh nói là nếu mà sắp tới mà trong team á mà có này gíp thì anh chắc chắn chọn em luôn, tại vì hai đứa xem chiều cao. Thôi đừng nói vậy nữa, sao cứ lôi em vô cái chuyện chiều cao hoài à. Tại vì bây giờ có một cái số quá dài và quá vòng vo ạ, gọn lại ạ. Có một số thay đổi thì bây giờ đang bị là nó hơi hầu hết thành viên đều rồi. Để em đi ạ. Thôi được, anh xin lỗi nhất. Anh hứa nếu được là sao anh sẽ chọn em. Anh đừng có nói ok. No là no, ra đảo. Không, anh nhìn nè. Thôi. Hiểu, nè, lúc nãy anh nhìn nè, lẽ gì nè. Anh sao? Không. Tại vì do cái vòng hồi nãy nó bị. Đâu tôi? Cái vòng hồi nãy nó là cái bầu hồi nãy xin trai Thúy Ngân đi thì đi luôn à. Ngân ơi, đem con dịch heo ra đảo bầu bạn nè. Không phải, nó là hồi nãy anh cho thích từ đầu là do cái vấn đề là lòng hồi nãy. Anh trai tiếp theo. Thức ghê á. Thiệt. Đau lòng quá, thương thằng nhỏ. Quân AP. Quân AP. Chọn Hiếu thứ hai. Wow. Rồi team visual rồi. Visual rồi. Visual nha. Thực ra thì anh đến chương trình anh ra C2 để làm những cái việc mà anh chưa bao giờ làm. Vòng trước thì anh đã nhảy rồi nên là vòng này anh cũng rất là muốn vào một team mạnh về rap để anh có thể học hỏi hơn về rap. Với cả anh nghĩ là ở cả bên phòng sỏi đá lẫn bên phòng này thì sẽ không có nhiều người khi mà Hiếu đứng diễn ở trên sân khấu mà có tự tin để đứng cạnh Hiếu hát đâu. Nên là anh sẽ là người có cái tự tin đấy để đồng hành với em trên sân khấu. Khẩu khí khá lắm. Màu dòng đẹp. Em quên rằng là anh vừa ở trong đội Hiếu vừa rồi anh vẫn đứng hát ngon ơi còn gì. Thì đến nhưng mà lần này anh lại không chọn nữa đây. Anh Hiếu thứ hai, yes or no ạ? Ra đảo. Anh ơi, mình sắp hết lựa chọn rồi anh ạ. Hiếu ơi, nhưng mà thiếu bất cứ một vị trí gì anh cũng có thể gọi là chám vào. Không, tại vì em rất thích anh Quân. Nhưng mà cái nhưng mà rồi. Không phải, tại vì ồ em có được nói là những nói, à, nói hai cái người kia. Không, bạn muốn nói gì nói. À. Tại vì hiện tại là trong team là có Thôi đừng nói. Điều đó thì đừng. Ok. Thì hình như là cũng đã có hai cái màu giọng nghe rất là ồm ồm, nghe cũng trầm rồi mà em thì cũng trầm nữa. Anh không phải là màu giọng trầm nha. Anh đi học thì tất cả các cô giáo nói là anh là tenor. Cái này anh chứng kiến, anh học cùng lớp. Anh là tenor và anh có thể hát trên quãng cao được. Yeah. Và bất cứ vị trí nào mà team em đang thiếu thì anh có thể chám vào vị trí ấy được. Đó, vậy mới là khuyết phục đó. Mạnh quá, Quân AP bữa nay mạnh quá. Ok đó. Lúc đầu là em định từ chối nhưng mà em thích sự tự tin của anh. Em đồng ý ạ. Rồi, cho em xin đóng mộc cái. Trời ơi, có đóng mộc nữa hả? Có đóng mộc luôn. Trời mấy em ơi. Ôi, vậy kỳ vậy thôi, cũng được. Mấy em tin anh đi. Thành tâm.
là được đó. Đúng không? Nãy mấy đội trưởng là nghỉ khác vô nhờ tụi em thành tâm, mấy em thành tâm vô. Hurricane. Oh. Trời ơi, còn biết ai nữa? Hai thứ hiệu. Quê là quê. Cho em nói lời đầu. Lời đầu mời em. Lời đầu là đầu tiên là cảm ơn anh Song Luân đã là người đội trưởng rất là tuyệt vời của em trong Live Show 1. Những gì anh làm thì em rất cảm kích. Tuy nhiên thì quá nhiều anh em về đội của anh rồi. Và em cũng có quảng cáo thêm cho anh là anh Song Luân rất tuyệt vời, mọi người nên về anh Song Luân. Và anh Song Luân là ADN đã lead team em lên top 1. Thì không còn gì để bàn cãi về Song Luân nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em, nhưng mà thật sự đây là công sức của anh em. Tại vì anh cũng chỉ là đứng để nhắc gọp là... Xin cảm ơn em cứ nhận lời khen nó một cách bình thường đi ạ. Cảm ơn em. Không cần phải thảo mai thêm ạ. Xin mời anh nói lời tiếp theo ạ. Lời tiếp theo thì... Hiếu ơi. Ok. Tôi với bạn thì làm việc với nhau quá nhiều năm rồi. Không, làm việc với nhau quá nhiều năm không xưng tôi với bạn. Thì cậu với tớ đi. Cái tao mày đi. Thì... cũng hiểu tính cách làm việc của nhau rồi. Yes sir. Nhưng rất nhiều bản hit đã được sản xuất rồi. Yes. Và mày mà còn một cái giọng cao hơn anh Apple quân IB á thì tìm đến tao. Tao có thể nhảy, tao có thể hát, tao có thể làm nội dung. Ồ, có làm nội dung nữa hả? Biên tập nội dung. Mày bên biên tập hả? Và quan trọng là tao có ADN của top 1. Cứ tim này là tim khẩu khí anh em ơi. Tao có top 1 của No Final Star. Và tao có top 1 của Liên Quân 2. Yes. Và tao đã hết thời gian nói lâu quá. Yes or no? Em muốn Khang trả lời giùm em luôn. Tại vì hai anh em rất hiểu ý nhau ạ. Khang trả lời luôn Khang. Là có yes or no? Nghĩ yes đi, nghĩ đi. Yes sao lại không? Yes sir. Hợp lý. Hợp lý. Anh em về chung một nha. Nhã Kiếp em định làm gì ạ? Dạ em đứng lên tại em chỉnh cái quần lại thôi. À vậy hả? Không vấn đề gì cả. Sao tự nhiên ta về chung một nhà cái nghe cái em nhìn rộm nhón đứng lên chi vậy? Đâu có ai mà quan tâm tới em. Hey. Anh trai ta ghe Song Luân. Wow. Hello cụ Luân. Thì là cũng đúng ý rồi. Cụ cũng biết em rồi, là tinh thần của em thì vẫn là luôn là all in với cụ à. Mà nãy giờ thì em nhìn thấy là các anh em nhóm mình 19-20 No Final Star làm rời bỏ cụ đi hết à. Nên là cụ nghĩ sao là dắt tay nhau lên top 1 lần nữa nha. Nghe bạn này nói dễ thương ghê thật sự. Dễ thương. Đối với anh thì em luôn là một người rất là đặc biệt. Và bản thân anh thì anh nghĩ là team của mình đang rất là thiếu rap. Và nếu như em tham gia nữa, nếu phải chia hai team, anh sẽ rap một team, em sẽ rap một team. Vững vị vời. Trời ơi, xong mà ở đây còn từng huynh đệ không? Chọn team thôi mà tôi cảm động đây nè. Quá trời. Ôi, anh trai Quang Trung. Ẩn số của chúng ta. Hiếu thứ hai. Wow. Ơi, nếu như mà đội em đã có quá nhiều giọng trầm rồi, anh sẽ nói giọng cao cả đời. Anh sẽ nói luôn như vậy. Em thấy đó, từ ngày xưa chúng ta đã có câu gì? Trai thời trung hiếu làm đầu. Hồi nãy em nói là ai muốn chiến thắng thì về đội em. Nếu em muốn chiến thắng là em phải cần có anh trong đội. Dễ thương không? Giọng như chim sơn ca vậy. Yeah. Yes or no? Này, nếu mà em cần dắt ra ngoài đảo thì anh dắt ra sao nha? anh sẵn sàng rồi đi Hiểu ơi. Thì cái là anh nghĩ đó. Nào đi. Ở trong bốn đội trưởng này, anh đề xuất tên em là tại vì anh nghĩ cái màu sắc của anh với em mà cộng là nó sẽ là rất cái gì và này nọ đó. Dạ. kiểu vậy. Trung Hiếu đó em. Dạ. Trung Hiếu là một cái tên mà em rất ghét. Rất ghét. Đưa nó ra đảo liền cho anh. Không, em ơi, vừa trung thật mà vừa hiếu thảo, hiếu thuận nữa thì có gì đâu mà ghét. Tôi trở lại gì con người liền, thấy không? Hiển hồn liền.
Không, nói chứ cái giọng cao nhóm em là em thấy cũng đầy đủ rồi. Đủ. Nên là có gì, có gì anh Phúc và Tiễn anh đi một đoạn cho em. Ủa, ra đảo rồi sao? Thôi mà đừng. Trời ơi. Thôi mà. Em ra đảo chồng chưa à? Tôi nói lời cuối đi. Hiếu ơi, em làm gì làm sai làm rồi. Hiếu ơi. Ủa, ra đảo là đi luôn vậy hả? Đi không kịp trăm thôi. Tiếp tục. Người cuối cùng, anh trai Gin Tuấn Kiệt. Chọn anh Sái ạ. Dạ. Đối với em thì em thấy là trong vòng 1 vừa rồi chúng ta cùng đổi nhau chưa có đã. Và chỉ ở hạng 2 thôi. Em muốn là chúng ta phải lên hạng nhất. Sau đó thì em có đi đâu cũng được. Nghĩa là em có bị loại gì điểm cá nhân cũng được, mà em phải cùng anh đi lên hạng nhất một lần. Mình phải lên đứng trên gió, trên lạnh một lần cho biết anh à. Ok. Quá được. Khi hữu, ra lấy cầu. Xin lỗi. Outfit là thầy chung rồi đó. Không, thật ra lúc đầu là em nghĩ là nếu như em vô vòng này là em sẽ pick Thịnh với Jin lại. Tại vì hai anh em có một cái sự connect về tình cảm, giống như Tiger với Tiger có tình cảm với Song Lưng rất là lớn. Có nghĩa là em rất là muốn được anh em đồng hành một lần nữa. Tại vì thực ra là cũng chưa biết là những vòng sau là có được đồng hành với nhau nữa hay không. Cho nên là tất nhiên là sẽ yes. Yeah. Chúc mừng. Chết rồi, ra ngoài kia cũng cào lại thôi. Em vừa chưa phong. Em để cho anh Tú Atus đi. Anh thấy có lỗi quá anh luôn. Hai người này tín hiệu vũ trụ quá ha. Đồ Jin luôn nè. Tính rồi. Bọn anh trông ngon đi gắt từ trong ra ngoài. Cứu tôi. Thiệt lắm mà, trời đất ơi, không lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau. Uầy, mấy anh em từ chối nữa, nghe giọng Vũ Thịnh rồi. Nghe giọng Thịnh à? Rất nhiều anh em từ chối, chứ không phải chỉ có bóng ta. Ra đảo à? Anh là từ chối hay sao? Thì em nghĩ sao anh có mặt ở đây? À không, bên này có hai chào người. À, là bên này khác đúng không? Ừ. Rồi, thôi, chào nhau trước. Xin chào. Thế anh là chào mừng đến đảo Hoang. Mọi người là em từ chối. Em từ chối. À. Em tức từ chối là, hay sao? Tức là đội trưởng chọn anh, nhưng mà anh từ chối. Thế là mọi người có giá hơn em rồi. À thế thì em qua khu bên em này. Qua khu à, này à? Ngồi với anh bên này. Thế à? Ở khu bên này là đưa những ánh mắt rất rất khao khát nhưng không ai chọn nha. Không sao. Uầy, thế là em hỏi nha, nó hơi đau là một mình anh thôi. Đâu chưa? À chưa. Đang bốc thăm từng người. Bốc thăm. Thì có anh em bơi sau rồi á. Bốc thăm nữa. Tức là bên này sẽ đưa ra cái lá phiếu của mình, xong anh Thành sẽ random chọn một lá phiếu và sẽ có 30 giây để thuyết phục đội trưởng là mình sẽ về đội của họ, họ có đồng ý không? Nếu họ từ chối thì ra đây. À, thế là bên này không có giá bằng em mình. Thế em bảo không có giá. Bên này không, có nghĩa là không có giá bằng bên khu bên này. Bên này là chọn thuyết phục, còn đâu bên đúng này rồi, còn bên đơn ôi. Bên bọn anh là phải ngồi đội trưởng thuyết phục. Đúng rồi. Không được bọn anh đẩy đội trưởng đi. Vậy là bên này là ngược lại. Bên này là ngược lại rồi. Đây là cờ đảo Hoang đấy à? Đúng rồi. Ừ. Vậy đi. Anh nhưng mà anh muốn về đội ai mà bị từ anh vào đội Hiếu thứ hai. Nhưng mà Hiếu thứ hai từ chối. Ừ. Thế hai anh em bắt tay đi. Hai anh em bắt tay đi. Mới nãy em cũng năn nỉ Hiếu nhiều lắm mà Hiếu còn hát cho Hiếu nghe mà Hiếu vẫn từ em cả hát đứng luôn. Hát cả buổi luôn. Em hát luôn, xong rồi lúc nhảy không có chỗ nhảy chứ không là em cũng nhảy luôn rồi. Mà Hiếu cũng không chọn. Không, chúng mình ở bên này vui á. Vui mà áp lực lắm. Căng nhờ. Rồi mới có một mình. Ê, anh thôi. Giống như vừa đi kêu gọi gọi vốn á hả? Vừa nãy anh Sinh vào hỏi anh Tú là anh Tú về đội. Anh Tú không. Tôi từ chối luôn. Ra đảo luôn. Có nghĩa là có giá của mình mà. Anh đi nhanh cực. Vừa vào cái anh đi luôn á, vừa mọi người vừa vào cái anh ra đảo luôn mà. Ủa tính là Thịnh là bị từ chối đầu tiên xong là đi tới đây luôn, còn dạ. Những người khác là chưa biết luôn. Chưa biết. Thịnh chưa biết ai luôn. Trước em thì là đang suôn sẻ, đến em mà gãy. Trước em là để em nhớ lại em nào. Pháp Kiều về bên Egypt. Quang Hùng về bên Egypt. Anh Song Luân là anh Song Luân là có hai ngựa chiến nha. Ai? Đức Phúc Eric, chúng mình có nhau. Cặp đôi đấy là về chung anh Song Luân luôn, bên với Mạnh á. Đấy trước mắt là thế thôi, xong rồi đến em là gãy. Nhưng là gãy ngang. Mà nghe nói là Hiếu thứ hai cũng cho ra đảo nhiều bên này đúng không?
Đâu, cho một mình em ra đảo. Mình em. Không, tại vì Hiếu vào cuối, còn đâu mọi người đã bích trước rồi. Vậy bảo anh là không hiểu luật. Thí dụ như là anh sinh vừa tới anh xong anh từ chối là anh tưởng là người khác sẽ làm luôn. Đúng rồi. Thằng Hiếu thứ hai chạy vào. Em cũng tưởng thế, em chạy cũng vào thế. Gọi anh nhưng mà đâu có được đâu. Đúng rồi. Tại vì luật hai phòng như thế. Luật hai phòng là còn khác nhau nữa chứ có đâu giống nhau đâu. Ok. Với cả phòng bên em là phòng điểm cao. Thiệt luôn hả? Đâu? Phòng bên em, bên này là điểm thấp. Phòng bên em là điểm cao, phòng bên sỏi đá là điểm thấp. Đá mà. Khô cằn lắm. Xếp hạng từ 20 ý là 30. Mọi người chắc chắn như hay mọi người đang phỏng đoán. Không, nói vậy luôn mà. Nói vậy mà. Anh Thành nói vậy mà. Bên em thì chưa có cái đấy, chưa không biết. Màu mỡ là điểm cao. Anh Thành bảo bọn em là mỡ thừa nên là dư thừa nên là vào phòng này. Không. Mỡ là điểm cao, mỡ là xếp hạng từ 1 cho đến 20. Ủa thế bên đấy các đội trưởng thì thành viên như nào rồi? Anh bọn anh thì cũng không quan tâm lắm tại vì bọn anh là đội trưởng. Đúng rồi. Anh bảo anh đang xem đội trưởng nào phù hợp với bọn anh. Ông đây bọn đang tính làm đội riêng luôn đấy chứ. Làm đội riêng luôn. Đội đảo hoang. Người, à? Đội người từ tim. Chối có khác ha. Mạnh miệng á. Mạnh miệng. Đội riêng luôn. Bữa nãy mọi người kêu em chắc hát solo thôi. Chứ không được về nhóm nữa. Em là một mình em hát thôi chứ không được vô nhóm. Có em không anh? Tức là có tối thiểu tối đa gì không ta? Có tối đa không? Thì 7 một team chỉ được 7 8 người thôi. Một team 7, một team 8 đó. Thế là 2 team 7 và 2 team 8. Vậy ví dụ mà một đội trưởng đã full rồi thì những người sau cũng chọn người đấy thì bị ra đảo thì hay hết là hết ra đảo hết rồi. Thì ra đảo. Ra đảo rồi. Hết đúng không? Nếu đội nào full rồi thì ra đảo. Thế là thế nếu mà như thế là hiện tại là đội của Negip đang là nhiều nhất. Nhiều thành viên nhất đúng không? Như anh đang spoil. Pháp Kiều, Quang Hùng. Anh xong luôn là thêm 2 người nữa Nicky. Rồi đó. Eric à, bên này là Nicky. Nicky và Eric. Thế là đang là 4 người rồi, chỉ còn 3 người nữa thôi. Hóa ra là sang bên đấy là còn thuyết phục đội trưởng. Bên anh em bảnh à? Mà anh em bảnh thật. Đúng rồi, anh bên em bảnh. Em hơi bị bảnh. Thì thí dụ như này, thí dụ như là anh Song Luân bước vào đi. Thí dụ anh không thích anh Song Luân, anh không muốn về anh Song Luân, anh sẽ đi ở đây. Anh đứng sau. Không, nhưng mà anh ấy chọn anh luôn thì anh cũng không không được từ chối nữa rồi. Ừ, nhưng mà mình có biểu cảm cho anh, nhiều khi anh cũng bực. Đúng rồi. Vâng, anh sẽ không chọn mình. Vâng, em nghĩ là cũng cố gắng đi. Thôi nhờ, mình đi làm một nhóm riêng thôi, 6 người đủ rồi. Đúng rồi. 6 người cũng đẹp rồi. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Vừa dự đoán thực sự luôn. Tặng anh chưa? Anh có biết là em nói xong rồi. Vừa nói xong. Vừa nói xong luôn á. Trời ơi. Lại đây với anh. Nhưng mà lại đây thôi, nhưng mà chúng ta khác nhau. Nhưng mà anh về đâu? Anh về đâu? Mọi người đoán xem. Anh xin về đội Hiếu hả? Không. Không. Isaac. Isaac từ chối. Anh từ chối. Qua bên kia đi em. Qua bên kia đi. Bọn anh bên này là từ chối đội trưởng. Em thông cảm giúp. Không, tại bên này là bắt buộc phải chọn đội trưởng. Thì thông cảm đi. Chứ không phải là đội trưởng chọn rồi mình từ chối. Bên này là bắt buộc là mình phải. Ờ, có gì em thông cảm giúp. Thông cảm, thông cảm. Tại bọn anh là từ chối đội trưởng. Đảo hoang luôn có chỗ dành cho anh. Quá buồn. Sao chúng ta sao bên này toàn là mỗi hổn không vậy? Nè, ngồi đây với anh. Vì hổn người ta mới từ chối mình đó anh. Thôi được rồi, tôi quyết tâm là bây giờ ai có chọn tôi cũng từ chối hết. Không được từ chối. Không được rồi, anh sang đây là anh không được từ chối nữa. Ngồi ở đây là ai chọn là phải chốt luôn đó, không có được từ chối. Ê, nhưng mà anh spoil tí là vừa nãy anh nói như nào mà anh nghe rất từ chối. Anh nói là dù không muốn lắm nhưng mà Isaac có thể chọn em được không? Trời ơi, em nói thật với anh luôn đấy. Được. Anh thích phong cách đấy. Anh thích cá tính đấy. Hèn chi là từ chối là đúng rồi. Ủa mà trước Ngân là có ai được chọn? Chọn vô ai? Trước Ngân hả? Trước Ngân là có anh Duy. Anh Duy về đội nào? Vô Song Luân. Ê, cái team đó vô cổ không vậy? Rick Đức Phúc cũng Song Luân. Ê, team đó vô cổ không vậy? Ấy à, team nó mạnh á. Chắc về team đấy quá. Thế rồi, trước em là... Không biết anh Sinh suy nghĩ lại không ta? Team nó mạnh đó. Thế thì anh Song Luân sắp full rồi đấy. Đúng không anh? Anh Song Luân là bên phòng. Là bên em 3 người rồi đó. Không, bên em chỉ chọn được 1 thôi. Rồi ai nữa anh Ngân? Bên em chỉ có mỗi anh Isaac là xuân sẻ nhất là chọn được 2 người thôi. À, Hiếu thứ hai cũng được 2. Hiếu thứ hai là chọn Jason với cả Huỳnh Hùng. Team của em có đi qua bên team anh luôn không vậy? Bên sỏi đá có qua bên màu mỡ đứng chung dưới đội luôn không? Không. À không à. Tôi nghĩ đoán coi ai. Bây giờ thì chắc chắn là... Quang Trung. Quang Trung, đúng vậy. Cái nhóm 10 trên 10 vào đây hết. Trung ơi, vô đi em. Trung ơi. Phải không? Thiệt luôn à?
Trung ơi, vô đi em ơi, đừng có gì mắc cỡ hết. Ủa, chào mọi người. Trời ơi, người dân đảo mình đông hả? Ê, dễ đoán quá luôn á. Người dân đảo mình đông ha. 10 trên 10 là có. 10 trên 10 có gần 3 tuổi rồi nè. 10 trên 10. Mình gặp lại nhau. 10 trên 10. Thôi mình gom lại thành một nhóm đi chứ không ai thèm tụi mình hết á. Thế khác nha, anh Tú là từ chối đội trưởng. Ủa vậy hả anh? Ừ. Anh có thế không vậy? Em có thế. Đội trưởng từ chối em. Anh kể đi, anh kể đi. Chọn ai vậy? Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai nói là giọng trầm nhiều rồi, cho nên là em nói giọng cao mà chẳng bị từ chối. Ủa cái này ghế này hay quá ha. À người ngồi ghế dương cứng hơn. Thôi anh ngồi gì được chấm mát. Hả? Trước anh là ai? Anh là ai á? Nhớ lại xíu đi. À, trước anh là có Quân AP với lại Hurricane. Là chọn Hiếu thứ hai, mà Hiếu thứ hai nhận hết hai người rồi, cho nên tới anh là ngay khúc sau là mấy bạn chọn hơi nhiều người rồi. Thôi tôi thấy nhiều đây người là chống lại bốn đội được luôn rồi, chứ không cần phải mấy người đó chọn. Cho tụi em làm một team đi. Hồi nãy có hỏi là đoán coi ai là người bị ra đảo tiếp theo, anh khẳng định là em. Tôi đoán người đầu tiên ra đảo sau anh Vũ Thịnh là Thái Ngân và Y Như Rằng luôn. Y Như Rằng luôn. Mà anh chọn ai? Lộn, người ai chọn anh mà anh từ chối vậy? Mới đâu là anh Sinh, lúc sau là anh Hiếu thứ, là Hiếu thứ hai. Chọn anh mà anh từ chối hết hả? Không, anh bên anh chỉ được từ chối một người thôi, là anh ra đảo. À, là anh Sinh vừa chạy vào là bên anh. Bên bọn em là cái khác, bên bọn em là khác bên anh. Anh ngồi đây cho dễ này. Thôi nhưng mà thích ngồi bên đây này cho anh má. Ở má 10 trên 10 là điểm thấp. Thôi nhưng mà thích bên này hơn nè. Với lại bên anh là điểm thấp, bên em là điểm cao. Ừ. Thích được chọn không? Mình từ chối giá hơn á. Màu mỡ là điểm cao. Không ai chọn sao? Thì thôi. Nói chung là vậy đó. Thà đừng có chọn. Chứ đừng để tôi chọn người từ chối tôi. Ủa đảo mình có ai bán nước dừa không? Không có nha. Bán nước dừa không? Không có. Xin chào mừng các bạn đã đến với đảo hoang của chương trình Anh Trai Say Hi. Và mình sẽ cùng review căn phòng này ha. À, hiện tại thì ở đây khá lạnh lẽo. Tại vì em review nói chung là cho không nên gian em cũng đó. Hơi gọi là buồn đó. Có một cái sự thất vọng. Giọng nghe tiếng giống Kim Tuấn Kiệt quá vậy. Bài hiểu thứ hai là R&B đó. Chắc ít nhảy đó. Hả? Sao nói chuyện review từ phòng này qua phòng. Tại vì anh Sinh có tới chỗ em nói là anh xin lỗi em. Lần này anh định hình style pop rock nhưng anh cần cái giọng nó gằn lên. Nói với em vậy đó, xong rồi anh đi lướt qua rồi tới chỗ em. Anh xin tới chỗ em đó. Anh xin tới em nhưng mà anh hết được. Rồi. Ê có thêm Hùng vô đây nữa là bố đứa mình thành 10 trên 10 lại. Về Hiếu thứ hai rồi. Hùng vô rồi, Hùng về Hiếu thứ hai rồi. Jason, Hùng Huỳnh, Quân AB. Ai nữa? Hurricane. Cũng mạnh hay chưa? Đâu, đội anh Sinh mạnh nhất. Trời ơi, sao mạnh mấy người đang ngồi đây? Captain nè. Chính xác anh. Sao mạnh hả? Chính xác. Đúng rồi. Vâng. Đội anh Sinh, Captain nè, Đức Phúc, Eric. Ủa, đội anh Sinh còn ai về nữa? Em không quan tâm luôn. Những người ở đây hiện tại đang quá mạnh rồi, em chỉ muốn là mình lập thành một cái đội thôi. Đúng rồi, thôi cho tụi em đảo mà này một đội đi. Yeah. Trời ơi, còn có những diễn viên kịch ở đây nữa. Làm gì mà làm lại? Cái này là đóng bộ phim được rồi. Yeah. Mọi người không muốn tụi mình thành đội tại vì sợ tụi mình quá mạnh thôi. Làm sao mà họ địch lại mình? Mạnh ai lấy làm? Team mình có anh Ngân anh ạ. Team mình có anh Ngân đấy. Team mình có anh Ngân. Thì đó, có Ngân là được rồi. Vâng, đúng rồi. Không, biết sao không? Tụi mình có mặt bên đây là tụi mình á, màu mạnh ai lấy làm á. Tụi mình không hòa hợp được với người ta đó. Không hòa hợp với người ta tự nhiên em khều anh. Thì đúng rồi, anh nó mình là quá mạnh so với lại chương trình dự kiến, hiểu không? Chương trình không có kham nổi tài năng của chúng ta, cho nên đẩy chúng ta ra đây. Đúng rồi, mới nãy mấy bạn kêu là Ali làm solo đi chứ không có ai cho vô nhóm hết. Thôi, giờ sao? Cũng được. Chung với Ly thành song ca cũng được. Ừ, thôi nè, cảm ơn trời thương nhớ. Nói chứ mọi người thấy không, qua show 1 khả năng nhảy của Chung nó đã có phát triển rồi. Trời ơi, đừng có thương. Đừng cầm cờ trắng phất như người em không đầu hàng. Sao mà chống chế quá vậy? Sao cầm Trung, cờ quá vậy? Trung, hả? Hai đứa mình làm một đội đi. Quá mạnh rồi, ai mà làm lợi? Hai đứa mình vô làm một đội. Một người múa lửa, một người múa múa dầu, múa gì đó. Đó, bây giờ đốt cái vòng lửa tròn đi, xong từ xa tôi phóng lại như con sư tử nhảy qua vòng rồi, lửa vậy đó. Được. Tôi múa cột. Ê, ra đây 8 người đó chắc trong đó chắc là ok rồi đó, chắc không ai ra nữa đâu. Không, mấy đội trưởng bây giờ hả? Hả? Từ chối là kén cá chọn canh thôi. Xong hồi nữa vô đây chọn là tụi mình, tụi quá tụi mình không chọn. Đúng vậy. Mình không có quyền không chọn. À, ủa? Mình nhất quyết mình không có quyền gì hết trơn á. Ừ. Kỳ vậy. Vòng chọn đội huyền thoại,
mở ra khái niệm về đảo hoang với những khoảnh khắc bích tim không thể nào quên xin được khép lại tại đây. Bé say hai hẹn gặp lại mọi người ở clip thờ Robot tiếp theo để vén màn bí mật sau những màn trình diễn để đời. Rock Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 21 tháng 9.